Bữa đó suy nghĩ sao mua heo đất vậy? Tại mua heo đất á là em chủ yếu là kiếm tiền. Kiếm tiền bỏ một số tiền nào đó bỏ vô đặng mà chữa bệnh. Vừa hãm tiền bệnh nè. Rồi vừa mổ, tiền sữa ăn và tiền tiền kia. Nói chung là tiền sinh hoạt. Thì em mới quyết định là mua heo đất. Chú đó nói sao mà không có tiền em? Dạ, chú thấy chồng em vừa nhặt cái chai, vừa nhặt xe chai rồi mang cái túi bên hông nữa. Thì chú nói thôi, con cứ cầm heo về đi, chú không lấy tiền con. Tại cảnh của con khó khăn này kia. Em mới nói là một ngày chú bán heo á, thì con có nổi có lời bao nhiêu, chú cho con con heo này thì đối với con rất là cao. Này kia thì em cứ đứng đó hoài, thì em nhắm coi có nằm nuôi được lòng mình trả tiền. Dạ em nghĩ xin chào cô chú anh chị. Sáng ngày hôm nay em lại khu trọ để thăm lời hoàn cảnh của em Đức. Chào em Đức nha. Dạ chào anh với cô chú. Hôm nay trở lại thì thấy em Đức mặc một bộ đồ mới hơn nè, nhìn thần thái hơn nè. Rồi hồi tối này em ngủ ngon không? Dạ ngon à. Ngon ha, dạ. Là ngủ sâu giấc ha. Dạ. Vậy bữa nay đồ đâu có đồ mới ngon vậy? Dạ mấy cô kia cho. À mấy cô nào? Dạ mấy cô ở trong phòng trọ. À mấy cô trong xóm trọ mình cho. Đứng sau đứng làm vậy? Mấy cô bên bán nước cũng cho em mới đồ chén này kia. À rồi ai cho đôi dép đây? Dạ cái chú ở đây cho dép rồi. À mới tinh luôn. Dép mới tinh luôn ha. Dạ. Sáng nay em ăn sáng chưa? Dạ sáng em cũng có ăn sáng rồi. Sáng rồi ha. Mà về đây ở thấy vui dữ không? Vui. Vui sao nói cho anh nghe coi. Bà con ở đây sao? Hôm nay là ngủ được ăn nhất. Có chỗ rửa vệ sinh vết thương cho mình. Đây có chỗ tắm rửa, có chỗ ấm cúng hơn. Cũng được bà con thương mình đó ha. Dạ. Nên là mình cảm giác là mình thấy gần gũi ha. Dạ. Mà em thấy là sức khỏe em cải thiện đỡ hơn không? Dạ đổi mà như cái hồng môn của mình á. Nhưng mà mỗi lần rửa thì ghét. Nhưng mà cái đó không sao. Thôi gán đi ha. Dạ. Hôm nay anh trở lại đây thì có rất là nhiều ông bà cũng không biết là tình hình của em sao nữa. Nên là anh cũng trở lại đây để cho ông bà biết. Nhưng mà trước tiên là anh thấy được là khi mà trở lại thì thấy em có hào quang rất là sáng luôn á. Được bà con cho đồ nè. Tuy là những bộ đồ đơn giản nhưng mà nhìn vô khác với ngày hôm qua mà anh từng gặp em á. Thần thái cũng thay đổi rất là nhiều đúng không mấy chị? Nay thấy vui vẻ lạc quan hơn. Ngày hôm nay anh xuống đây thì có bà sư cô gửi tặng cho em tất cả đồ trên xe máy anh á. Bây giờ chú ơi, chú kinh phụ giùm con đó chú. Do là em đi xe máy nên là em cũng không có mua được nhiều đồ ông bà. Và em cũng mua hết cỡ rồi. Đó. Rồi, đi vô Đức. Dạ vâng. Chú đem vô phòng ta về chứ đừng quậy vô phòng chú nha. Chết rồi ha. Đi vô phòng ta, chú quậy nha. Không quậy vô phòng chú nha. Rồi em vô em coi đi. Thì ở trên chiếu nữa kìa. Ủa vậy là ai cho chiếu em? Ở phòng trọ cái bên rồi. À quá tốt luôn. Rồi em mở ra em coi đi. Rồi em ngồi trên chiếu em mở ra coi đi. Sư cô nói anh là coi mua gì được mua cho em thì anh mua khả năng có thể. Tại vì xe anh nhỏ quá chở không hết á. Anh mà có xe bự là anh chở nguyên xe luôn á. Đó. Dạ, giờ có mền rồi ha, có gói rồi. Dạ. Cái đó là nước yến à? Dạ nước yến. Sáng ngày anh mới đi siêu thị mua cho em á. Đó. Cái này là kem răng nha, bằng chải răng có chưa? Dạ chưa. Chưa đúng không? Sáng ngày có răng chưa? Chưa luôn à. Có khăn luôn không? À, cái đó là cái khăn giấy đó, dầu gội. Nên luôn, bỏ cái bọc kia, bỏ kia luôn. Lấy sữa.
trái cây. Trái cây. Ủa ra luôn. Bây giờ là em phải gắng ăn uống để cho khỏe. Hộp này là rất là xịn luôn á ông bà. Hộp này 900 mấy mình được giảm giá còn 800 mấy nè. Dạ. Mền luôn. Chém nhà em có dầu gội chưa? Dạ rồi. Rồi hả? Không sao để dành xài tiếp ha. Dạ. Tại vì anh cũng không biết là em ở đây em mua cái gì, anh cũng không biết nữa. Và anh cũng nghĩ là chắc em cũng gán đi mua quạt rồi. Dạ. Nhưng mà khi tới nơi thì thấy em có quạt là cũng mừng rồi. Nếu mà không có thì anh cũng đi mua cho em ha. Dạ. Bữa nay thấy vui dữ không? Dạ vui à. Tất cả quà này là của bà sư cô gửi tặng cho em nha. Dạ. Dạ con cũng xin cảm ơn sư cô và cũng cảm ơn mình Quân, anh Nghĩa ở đây. Tôi cảm ơn người đã cho em sợ. Bây giờ em coi em cất đồ lên trên đó đi. Cái nào mình ăn để riêng, còn cái nào mà để gọi thì để riêng. Đó. Em bật đèn trong toilet cho sáng luôn đi Đức. Đó, toilet chưa có đèn. Chưa có đèn hả? Để tí em chạy mua. À, chưa có đèn hả? Em uống nước lọc nhiều vô, có nước dạ, lọc không? Dạ có. Dạ. Mình bệnh mình uống nước lọc để cho cơ thể mình nó bài tiết tốt á, chứ uống nước ngọt nhiều cũng không tốt nữa. Uống lọc nhiều vô để cho nó thanh lọc cơ thể lại. Đúng rồi, bà con đây tốt quá trời luôn á. Sáng à em ăn cái gì Đức? Dạ sáng ăn mì gói à. À. Rồi phát thử cái áo cho anh coi được không? Được. Ừ. Rồi từ từ đi, từ từ. Từ từ em dọn đồ đạc xong đi rồi hả phát cái áo trắng lên cho sáng. Con xin chân thành cảm ơn sư cô đã hỗ trợ những phần quà cho em Đức. Con cũng xin chân thành cảm ơn ông bà cô chú anh chị mà thằng Quân hôm bữa giờ thì cũng gửi được một số tiền để gom góp lại kiếm tiền điều trị bệnh cho em Đức à. Hôm nay thì trở lại thì thấy em Đức cũng được bà con ở xóm trọ rất là thương, cũng rất là mừng. Tuy là bà con ở xóm trọ thì cuộc sống cũng khó khăn nhưng mà bà con thì cũng chia sẻ được những cái tình cảm nào có thể nhất thì bà con cũng giúp đỡ cho em Đức. Em ở đây á. Dạ. Mà em ginh nước không được thì em nhờ anh nhà chú nào ginh bình nước á. Dạ, đừng có ginh cố sức nha. Dạ. Rồi mặc bộ đồ mới vô cho anh coi kìa. Mặc cái áo được rồi. Cái áo trắng nó cho sáng. Nha. Đi vô trong mặc đi. Để anh mượn lại cái mic cái Đức ở đây. Mặc áo trắng lại cho đẹp trai lên. Rồi đi vô trong thử đi. Sáng hôm nay em đi mua đồ thì cũng tình cờ với được một câu chuyện rất là thương ông bà cô chú anh chị. Chị bán quần áo nói là ngày hôm qua thì em Đức cũng có đi lại chỗ chị á, mua quần áo. Nhưng mà chỉ mua được một cái quần thôi. Không có dám mua nhiều sợ tốn tiền. Rồi em hỏi là chị ơi chị có xem được cái clip của em Đức không? Chị nói là chỉ nghe em Đức nói vậy thôi chứ cũng chưa có xem clip đó. Trời ơi đẹp trai quá. Công nhận anh Lựa cũng đẹp trai dữ ta. Hay giờ đi vòng ra sớm cho bà con xem thôi đẹp trai không? Cũng đẹp trai thiệt. Nay giống như 18 vậy á. Đi ra mấy chú đi.
mới tút lại. Dạ. Nó thấy đẹp trai không chú? Trai rồi. Nó mà lên đồ liền. Bây giờ làm không biết làm sao để lên 40kg đây nữa. Bây giờ chỉ ăn nằm ngủ nghỉ thôi chứ làm sao giờ. Được mới luôn được trai không? Trời ơi. Sao chào cô, chào mấy chú. Đẹp trai rồi. Tội nghiệp ghê. Em rất mừng vui dễ thương ghê luôn ông bà. Bữa nay thấy thơm tho không? Dạ. Thơm sao? Nó làm cho em có cái mùi lạ lắm. Mùi lạ lắm hả? Dạ. Mùi giống như mùi xà. Mùi hương hả? Dạ đúng rồi. Còn hồi trước giờ em mùi gì? Mùi cái... hương lạ nữa hả? Dạ không. Cái mùi đó là mùi ve chai. À. Cũng giống như là mùi trong bãi rác vậy. Ừ. Mà hôm qua là gội đầu rồi đúng không? Dạ sáng nay mới gội. Sáng mới gội hả? Dạ. Rồi tắm rửa tốt lại xong hết đúng không? Dạ. Sạch sẽ chưa? Dạ rồi. Còn chỗ nào chưa kỳ không? Dạ. Cháu còn đẹp quá. Dạ. Dạ. Bây giờ là em phải gắng ăn uống nghỉ ngơi vô. Dạ. Mà em tự nấu cơm được không? Dạ được ạ. Được ha. Một hồi nữa anh đi mua nồi cơm điện cho em nấu cơm. Tại vì đi bộ ra mua đồ ăn xa quá. Dạ. Nấu cơm mình mua mình ghim mình ăn được 1-2 ngày rồi bữa sau mình tèm tèm ra chợ mình mua đồ ăn cũng được. Dạ. Hoặc là ăn một ngày cũng được, ngày sau đi chợ được rồi. Vậy cháu khỏe chứ. À, không mấy em gửi mấy chị đây nè. Dạ. Mấy anh đây nè mua giùm cho. Vậy là có quạt tự em mua luôn hả? Dạ. Mua hết nhiêu? 180. Cổ tính em 200 mà cổ bớt lại mày. À là biết hoàn cảnh em vậy ha rồi. Dạ. Cổ bớt ha. Bữa nay ông bà thấy em đứt không? Mới tuốt lên cái áo trắng nhìn đẹp trai lên. Bữa nay nhìn giống như 18 tuổi vậy. Ngày qua là 40. Cậu gâu chưa? Cậu gâu chưa? Dạ chưa. Xíu con cạo. Có đồ cậu gâu chưa? Dạ chưa. Em chưa có hả? Chưa mua. Chưa có hả? Giờ sao ta? Giờ phải tút gâu lại mới được. Thôi giờ vô mấy chú hỏi. Còn mấy chú có không? Dạ. Xin cái đi. Sẵn tút lại cho ông bà xem đi. Dạ. Chú còn dư bộ cậu gâu nào không chú? Anh có cái bộ cậu hết hả? Bữa em đi dục hết rồi. Chưa có mua lại. Chưa có hả anh? Dạ. Giờ phải cầu gâu lại mới được. Tút lại cho. Dạ. Ông bà xem. Nếu không có thì thôi bữa nào cũng được em ơi. Dạ. Sáng ngày ăn một cái mì hai gói? Dạ một. Một gói hả? Sao không kiếm gì ngon ngon ăn? Dạ thôi em mì nó cũng quen rồi đấy. Bây giờ là em chị... phải ăn lên 40kg, đang thiếu 5kg. Ngày hôm qua thì anh đăng clip lên thì cũng có một chị ở bệnh viện 115 cũng biết em á. Mà một chị đó cũng từng được em nhắc tên á. Dạ. Chị đó cũng thấy em, chị cũng thương. Mà đi làm bên trai để kiếm tiền thì bệnh viện cũng thương quá. Rồi anh mới nhờ chị đó bữa nay là lên gặp bác sĩ trực tiếp luôn, xem là cái tiền điều trị bệnh của em là bao nhiêu để báo với ông bà cô chú anh chị biết. Cũng mong là ông bà cô chú anh chị ủng hộ giúp đỡ cho em. Hôm qua nha, em nhắc tên chị gì ta? Chị Lan với chị Huyền. À. Hai chị. Cái này hôm qua rồi, trong em cũng có cái, trong người em cũng có linh cảm là có người nào đó cũng có nhắc tên em và nói về cái hoàn cảnh thì kêu em là gắng nhiều vô và giữ gìn sức khỏe. Thì cái người đó tên gì mà em không có nhớ hết, nhưng mà em chỉ có cảm nhận cái clip đó là 5,000+ like thì em có cảm nhận được. Ừ. Vì ở trên đó mà em không có coi điện thoại hả? Dạ không. Mà em cảm nhận được hả? Dạ. Em cảm nhận như like rất là nhiều, lúc đầu là chỉ có 3,000+ like thôi. Nhưng mà rồi từ từ lên là 5,000+ like. Sao cảm nhận, tự nhiên cảm nhận vậy hả? Dạ. Thế là em cũng có ngồi Huyền. Ngồi Huyền mà em có cảm nhận, cảm em á.
thì lai từ 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 lên à. Rất là cao. Rồi anh về nhà đi em. Dạ. Bây giờ em quậy sữa uống đi Đức Chanh. Dạ. Ông bà xem đi cái hộp sữa hồi nãy anh mua cho em á. Dạ. Rồi ngồi ăn bánh cho vui đi. Rồi lấy cái hộp sữa đó ra. Đúng rồi, cái đó pha với nước lạnh được rồi. Dạ. Em có nước lạnh không? Dạ không. Em đi xin ly nước lọc đi. Dạ em có pha nước trà sáng còn. Hả? Em có pha ấm trà sáng còn. À, nước ấm ha. Dạ. À, ok em. Đem hộp lên nè, ngồi đây. Dạ. Nào Đức. Đem xíu. Đức ơi. Dạ. Em đem cái hộp lên đây luôn nè. Dạ. Lên mở cho. Mở được không? Dạ được rồi. Mà bệnh của em là bác sĩ có cử kiêng gì không? Dạ chỉ kiêng nếp thôi. Kiêng nếp thôi đúng không? Dạ. Ừ. Vậy là tất cả. Nói chung là em ăn gì trôi với dễ tiêu á. Dễ tiêu hả? Dạ. À. Sáng em ăn xong là em uống một ly sữa này nha. Dạ. Trưa ăn xong thì uống một ly, nhưng mà cách giờ ăn ra khoảng 1-2 tiếng gì đó rồi hãy uống. Chứ đừng có uống trước khi ăn nha. Dạ. Uống no á. 4 muỗng đi, 3 muỗng cũng được. Rồi. Hãy cho 4 muỗng đi. À, uống vô cho bổ. Rồi em pha miếng nước vô. Nước trà hả? Dạ. Hồi nãy anh tưởng đâu là nước kia. Rồi em lấy cái muỗng quậy, có muỗng không? Dạ có. Cái muỗng đó cũng được á. Muỗng bự. Tại sáng nay mới xong á. À. Nên nó còn ngay muỗng. Bây giờ ăn uống xong rồi rảnh rảnh thì đi ngủ thôi. Dạ. Rồi cũng đi vòng vòng để cho có sức khỏe. Dạ. Cái mình nằm nhiều cũng không có tốt nữa. Rồi sáng giờ có trông anh lại không? Dạ. Em á? Dạ có. Có hả? Giờ sáng ngày mở mắt ra là cái điều gì em suy nghĩ tới trước? Dạ suy nghĩ về mấy cô chú trước. À. Rồi sau đó là suy nghĩ cũng cầu mong là mấy cô chú giúp đỡ mình có tiền. Dạ. Thì bệnh ha. Rồi uống đi. Dạ. Sữa bột vậy được rồi đó em. À còn dính dưới kìa. Quậy cho đều lên được rồi. Ngày 3 ly, uống từng rồi lên ký liền. Vô. Từ từ, từ từ. Sao? Béo. Hơn mùi ngũ cốc. Ừ. Bây giờ là em ở đây nghỉ ngơi đi ha. Dạ. Để anh gán quay lên cũng cầu mong ông bà giúp đỡ cho em có tiền đi trị bệnh. Bây giờ là phải ăn uống làm sao nghỉ ngơi để mập lên 40kg đó. Tối hôm qua thì anh cũng nhờ chị ở bệnh viện 115 á, hỏi về tình hình của em. Bây giờ là có cần đi khám lại hay không, hay là bây giờ chỉ cần ăn đúng 40kg rồi lên đó khám lại rồi mình trị bệnh luôn. Thì chị đó nói thì sáng nay chị đó sẽ lên gặp bác sĩ trưởng khoa đó, hỏi rõ thì chị đó sẽ trả lời cho anh biết ha. Nhưng mà cái quan trọng là em phải gán ăn uống vô, nghỉ ngơi đừng có lo nữa. Còn việc ăn uống thì sư cô sẽ lo cho em ăn uống nha. À, phải uống đi. Thích gì ăn đó đi, ăn cho mập lẹ. Rồi sau này hết bệnh rồi mình đi làm ha. Mà em có biết chạy xe đạp không? Dạ biết ạ. Biết ha. Ừ. Sau này hết bệnh có tính làm gì không? Dạ, nếu mà hết bệnh thì em tính nấu cơm từ thiện. Nấu cơm từ thiện hả? Dạ. Nhưng mà chưa có tiền sao nấu cơm?
giống như mình nấu ở trong phòng, còn mình đi phát cơm từ hiển ngoài. Ừ, nhưng mà tiền đâu nấu? Thì giống như em đi làm, rồi sáng đi làm, rồi dành dụm nhiêu thì về mua đồ, rồi về nấu cơm cho ở trong nhà, xong rồi mình đem ra ngoài đi phát cơm từ hiển. Giống như mấy anh lúc trước giúp đỡ em, có câu hoài nạn như kia. Nhưng mà tính bởi tấm lòng đó mà từ bi và nấu lại cho họ một cái cơm nóng, hoặc là mời họ vào phòng mình ăn cơm, xong rồi múc cho họ một chén chè cái gì đó cho họ mang về ăn tối họ ăn tiếp. Rồi ok em, làm mình để dành tiền mình, xong rồi một tháng mình làm lần thôi. Dạ. Ừ, uống đi. Giống như là bữa 30 với lại 14. Em làm con trai. Ừ, ok em uống đi. Một ngày uống 3 ly nha. Dạ vâng. Ngày hôm qua là cân là 35,5 kg đó. Dạ. Từ đây tới Tết lên ký nổi không? Dạ nổi. Nổi ha. Ráng ăn uống rồi ngủ nghỉ cho khỏe. Như sáng nay em còn ngủ, nhưng mà cô tới giờ ngủ của em mà không sao. Ừ. Dạ. Tại cô tới là cô mở cửa lại, cô cũng sợ. Ừ. Sợ em có chuyện gì đúng không? Do là trước giờ là em đi làm như trai thì cái giờ ngủ em trễ nè, em thức dậy rất là trễ đúng không? Dạ. Chắc 8 giờ mới dậy đúng không? Dạ. Ừ. Vậy tối qua tính mở cửa sổ mà mở không nổi. Sao vậy? Tại nó cứng. À, cứng mà không nổi hả? Sáng nay cổ vô cũng mở giùm. Ừ. Rồi có ăn bánh gì thêm không? Có mực kìa ăn không? Dạ được rồi. À. Uống đi, hay no rồi. Bữa nay trở lại thì thấy em Đức rất là vui vẻ, lạc quan luôn bà. Ngày hôm qua anh gặp em thì chắc bữa đó anh mệt lắm đúng không? Dạ. Mệt. Em hết kinh như là 2 đêm. Ừ. Đi lo vừa lượm đi chai, rồi suy nghĩ cái này cái kia làm sao mà để dành tiền này kia để chữa trị. Em nghĩ nếu mà lượm với cho trái á thì chỉ có tiền tiền khám bệnh thôi, chứ không có đủ tiền mổ. Em chỉ lo sợ cái mổ thôi. Chứ tiền bệnh á, tiền khám bệnh á thì cũng có khả năng từ 200 đến 300 được. Tại tiền cho trái thì em lượm ngày đó cũng có 30 thôi, 30 ngàn, nhưng mà em gom lại cũng được. Thì em sẽ nhịn ăn hành uống và chiếc ra, thì nếu ba chục đó em chỉ ra mua vật liệu giống như là thuốc nước muối, bông gòn với lại chai phấn thì em chích ra một ít rồi ở đặng mua còn được nhiêu. Nhưng mà thì mấy dụng cụ đó thì em xài được bao lâu? Mấy dụng cụ em xài cỡ chừng 3-4 ngày. 3-4 ngày là hết. Mỗi lần là mua hết đó là nhiêu tiền? Dạ, một chai của nó là 10-15 ngàn. Tùy hai chỗ bán. Chai phấn đó hả? Chai phấn thì 30. Ừ. 30-40 cũng có. Vậy là mỗi lần mua là gần 100 ngàn. Dạ. Rồi xài được 3-4 ngày à? Dạ. Tính ra cái tiền em tụm chai cũng hết rồi. Dạ. Em ăn cũng hết rồi. Tại em cũng nhịn ăn để mà mua mấy cái dụng cụ đó. Ừ. Chứ nhiều khi em thiệt sức là em cũng không có nghĩ gì hết thôi. Mình cố gắng mình lượm thêm mớ nữa, tặng bán kiếm tiền ăn cho có sức lại. Giống như em ăn cơm muối hoặc là ấm mẹ muối thôi. Ừ. Còn trong túi còn 5 ngàn hoặc là 10 ngàn mua hộp cơm. Ừ. Mua hộp cơm không ăn cơm muối cũng ngon. Ừ. Ở đâu không cần cao lương cái gì. Lâu lâu rồi tới ngày gặm á, là vô cái chồ hoặc là xe vô bán cơm chai mua 5 ngàn cơm không, hoặc là xin người ta miếng đồ ăn này kia. Ừ. Ủa sao em treo võng gì không nằm dưới hả? Dạ, tại qua tối qua em chưa có dọn dẹp xong á. À. Nên treo võng nằm. À. Nhưng mà hôm qua cũng còn hơi mệt. Mà cái võng này em đừng có treo gì nha, hơi tháo dẹp đi nằm. Dạ. Được.
giỏng mà treo nhà gì anh thấy không tốt á. Thứ hai là cái cọng dây đó cũng không đảm bảo nữa kìa, dây điện dễ đứt á. Đừng nằm nữa, thôi tháo đi. Dạ. Tháo cất đi em. Dạ vâng. À, đừng có nằm giỏng cao rồi lỡ nó gớt xuống là mệt nữa. Dạ. Về tối qua nằm đỡ giỏng này. Dạ. Mà giỏng này ở đâu ra? Giỏng này bữa em lấy ở dưới kia. À, vậy là trong ba lô có hả? Dạ. À, tại vì hôm bữa anh không có thấy là trong ba lô. Em cảm động nhất là lúc em đưa gì phòng trọ không bà? Đức có con heo vô đất á. Để dành cái khoản nào dư á thì Đức để dành kiếm tiền trị bệnh không bà? Thật sự rất là thương luôn á. Cái giỏng này gắn liền với em bao lâu rồi? Dạ gắn liền với em có hình như từng mấy. Từng mấy hả? Cái này lụm hay mua? Dạ đến này em xin người ta. À. Xin mấy người giống như em hay sao? Hay là xin ở trong quán cà phê này kia. À. Vô xin luôn hả? Dạ. Tại em thấy ngại lắm, mỗi lần vô xin thấy ngại lắm. À. Nhưng mà quán cà phê đó vừa ở xa. Ở dưới túi quốc lượng là cái chỗ bến phà bên ngoài đó. Ừ. Vô xin nói sao? Dạ cô cho xin cái giọng đẳng mà con đi được con nằm này kia. Cô cũng cho. Rồi cô nhưng... thấy em vậy cô cho luôn ha. Dạ. Em tính mua mà thấy giọng đắt quá nhưng mà em lụm nghề với chai thì cũng không có nhiêu. Ừ. Thôi em cuốn giọng lại. Dạ. Cất đi. Vậy là tối là văng giọng ngủ luôn. Dạ. Hoặc là ngủ ngoài đường. Dạ. Chỗ nào văng được thì em văng. Dạ. À. Rồi quấn lại cái giọng ngủ hả? Dạ quấn lại. À. Trời ơi, cái cọc dây điện mỏng tanh gì mà em dám em văng trên đó nó rớt một cái là mệt nữa. Dạ. Rồi nhớ là một ngày tắm điều độ nha. Dạ vâng. Chiều là phải tắm. Dạ. Xì bông thì anh có mua rồi hết rồi đó. Rồi kem gan bằng chải, đồ ăn thức uống, mì gói, nước yến, sữa là có hết rồi đó. Rồi dạ. Em coi cái nào em mua thêm được thì em mua ha. Dạ. Ừ. Một xíu anh mua thêm cái nồi cơm điện cho em để anh dành nấu cơm. Dạ. Hôm qua em tính mua cái bếp ga. Ừ. Mà giờ anh đem xuống rồi không dám mua. À. Chị hỏi em nói ở đó có mấy cô ở đó nói em hỏi em là có nồi cơm điện chưa. Không biết là chưa nhưng mà sợ anh đem xuống. À. Nhưng em không có dám mua mấy. Sợ anh đi mua xuống rồi trùng nữa ha. Dạ. Nên anh mua... cũng sợ em mua đó. Dạ. Giống như hôm nay thì anh cũng sợ là em mua cái quạt rồi anh không dám mua. Với một phần nữa thì anh chạy xe máy thì anh máng không có đủ chỗ. Dạ. Nên là anh phải mua nhiều lần mới được. Dạ, hôm qua em cũng không có gì nấu mì. Em chạy mua bình siêu tốc cổ giảm cho em. Ừ. Cũng một ít. Vậy là 1,5 triệu mà mua gần hết. Đâu, hôm qua em để trong em có chị có 500. À, còn 1 triệu ngoài. Dạ. Là em mua cũng hết mấy trăm ngàn. Em mua thuốc. Mua thuốc cũng cỡ 200+ thôi. Ừ. Cái lại mua bình siêu tốc, cái lại quạt, cái lại khao, cái cam hút nước, cái lại bình chải. Ừ. Chai chân. Cái bình xà bông. Thì em mua cũng cỡ cầm có mấy trăm à. Ừ. Em cứ ăn uống thoải mái vô đi để cho mập mập lên rồi. Dạ. Mình tính tiếp. Rồi cái còn tiền còn dư hôm qua là em bỏ trong cái ống heo. Bỏ vô hết hả? Dạ. Rồi tiền đâu xài? Dạ thôi. Em không có xài tiền nhưng mà để tiền đó tiết kiệm. À. Để mà chữa vết thương này kia. À. Nhưng mà em để vô hết rồi sao tiền em mua đồ ăn? Dạ. Thì đồ ăn ở đây rồi có mấy cô chú cũng hay đem qua. Ừ. Cơm nồi mì hồi hỏi em ăn được cái gì mới còn múc qua. Ừ. Thì ở đây mấy cô chú cũng hương thành hương xót cũng dễ chịu. Ừ. Thì hôm qua em có đi mua đồ như là mua quạt thì uống mà chở hỏi em á hỏi em có ăn cơm không chị múc cho nhưng mà em thấy ngại lắm vừa giảm cho em một cái quạt rồi. Rồi một tập cơm rồi cho em ơi chia ly mắm đi nè. Em còn để đây. Cho cái gì? Thủ cái mắm.
Vậy mà mấy ở ngoài chợ rất là cũng hơn, mà chưa biết chưa có hiểu chuyện, nhưng mà chắc mong mọi người xem qua clip này và cảm nhận được sự yêu thương và đến với cái cô chú hát cũng giống như con đây. Ý em nói là mấy cô đó cũng chưa hiểu chuyện là về hoàn cảnh của em đúng không? Dạ. Sáng hôm nay thì anh cũng tình cờ mua đúng cái chỗ em mua đó. Anh hỏi là chị ơi, chị bán cho em vài bộ đồ cao 1m59, nặng 35kg cho một chàng trai có cái bọc trong bụng, thì chị đó nói là em. Nhưng mà anh hỏi là chị có xem clip chưa? Chị nói chưa, chị đâu biết đâu. Chị nghe em đó kể hoàn cảnh chị thương quá nên là chị cũng giảm rồi chị cũng mời cơm em đó ăn. Rồi anh nói có gì chiều nay chị lên xem clip đi rồi chị sẽ hiểu hơn về hoàn cảnh của em này. Trước tiên thì em cũng cảm ơn chị đã quan tâm em Đức. Tuy là em mới về đây nhưng mà cảm giác là bà con rất là thương mình luôn á. Bây giờ em phải ghé ăn uống, rồi mình nấu những món mình thích, mình ăn vô cho mập mạp ha. Rồi khi nào bà con thương, bà con cho gì thì mình nhận cái đó. Nhưng mà quan trọng là mình á, mình phải tự nấu ăn ha. Hoặc là mình ăn cơm tiệm, nhưng mà chỗ này ăn cơm tiệm thì đi ra xa, đúng không? Chứ một phần là kế bên nhà mình có cái chợ thì mình đi mua đồ cũng tiện hơn là đi ăn cơm tiệm. Sáng đi thì anh nấu ăn được nguyên ngày rồi, cũng khỏe ha. Ăn xong rồi ngủ. Ngủ tầm tháng là lên ký liền vậy. Anh cái này ăn tháng lên 5kg nổi không? Ăn tháng là nếu mà đừng đi đâu là ăn tháng có thể lên được ký à. 1kg hả? 5kg kìa. 5kg dạ, 5kg chưa biết. Phải ăn đầy đủ vô, uống sữa rồi ngủ nhiều vô mới. Bồi bổ vô cho giữ vô. Kéo lên nha. Dạ. Giờ cứ tội quá. Nhưng mà bây giờ chắc qua Tết mới trị được quá. Tại vì bây giờ chưa đủ ký nữa. Đừng có đầu lo ha, cứ ăn rồi ngủ thôi. Thích gì mua đó mình ăn cho khỏe. Để cho lên ký lại cái đó. Chứ giờ ký nó thiếu thì bác sĩ cũng đâu làm được gì đâu. Mà em thấy cơ thể em ổn không? Dạ ổn nhiều, hay là nó còn hơi chóng mặt. Hơi chóng mặt hả? Chóng mặt là thiếu ngủ hay sao? Dạ. Chắc thiếu máu quá. Thiếu máu, thiếu ăn rồi thiếu ngủ nữa. Nhiều thứ cộng lại á. Vậy là em phải ngủ nhiều vô. Ăn rồi ngủ, uống sữa. Ăn bánh đó không? Dạ. Hay là đợi anh về ăn. Rồi nhớ đánh răng nha. Dạ. Chắc mắc cỡ ngại. Nhìn này biết thiệt không? Dạ. Chứ không phải ấy không? Em nó hiền lắm. Dạ. Chứ mà vô qua nay nếu mà nó có sự tình này cái ấy thì có ấy mùa mấy năm tôi biết mà. Dạ. Mình khô. Tôi kêu nó ngủ mở cửa ra, lỡ cái này đi cái nọ đâu, phòng đâu có gì đâu, sao mắc. Dạ. Như nó mở ra đi, có gì ở đây, nó giờ ngó, ví dụ nó có nào giúp được tôi giúp. Dạ. Em thấy không? Dạ. Ở đây rất là nhiều bà con thương mình luôn á. Nên là gán ăn uống vui vẻ lạc quan lên. Rồi rảnh thì ra nói chuyện với mấy anh, mấy chị, mấy cô, mấy chú chơi vui. Dạ. Rồi xong rồi về ngủ thôi. Ăn một tháng là mập thôi. Cơm ăn đi cũng được, đây có nói rồi. Ví dụ nhờ ai gặp ở đây, ví dụ ấy được mua dùm ra được hết á. Dạ. Ở chỗ sáng nay tao cũng dòm ngó cho, không ai bỏ đâu. Dạ. Đóng cửa rồi, có đi cho ông cho bà, không ai biết được. Mở cũng được. Phá gậy rồi mày vẫn. Mà em mở cửa cho mát. Tại vì trong nhà đâu có đồ gì quý đâu. Không có gì quý chứ, mà ở đây anh bảo đảm em, anh ở đây mà mấy năm rồi không có gì mà để anh bao luôn á. Cái gì mắc nổ cũng đạt cái đó, đừng có sợ. Khi nào có đồ quý đóng cửa lại, nhưng mà mở cửa sổ ra. Ha. Cho tao dọn tao biết, đồ này kia cái đó mở tao không có mình lên nữa. Trời, chú biết sao không? Tại có bữa mà con đi làm với trai á, là ở bên cầu Phật Cờ Dưa á, nó có mấy thằng cướp, rồi, nó có cầm cây kèm á, nó cắt ổ khóa. Có đồ cắt ổ khóa luôn hả? Dạ. Nhưng mà hình như người đó lớn tuổi hơn. Xe cổ đó chưa bao giờ. Nên em sợ. Nên em sợ liên lị đến em thôi. Chưa có gì. Thì uống sữa đi em, uống cho hết đi. Rồi
Một hồi nó mua bình nước lọc vô. Dạ. Họ mua bình nước lọc vô để nó nấu cho nó uống. Dạ. Một ngày 3 ly em mập lên liền à. Hết rồi. Dạ. Bữa nay cười tươi ghê ông bà. Dạ con cũng xin cảm ơn các cô chú và sư cô đã giúp cho con có sữa và mọi thứ đồ dùng trong trong nhà. Và con xin cảm ơn cô chú rất là nhiều vì quan tâm đến con và lo lắng cho con từng giấc ăn giấc ngủ. Bây giờ em lấy miếng bánh đó, em ăn đi cho anh coi đi. Dạ. Ăn mực đi cho nó ngon. Anh thấy cái này cũng ngon nè. Ăn miếng đi cho nó ngon. Ừ đó ngon á. Hay là thích ăn xúc xích? Dạ. À. Ăn cho ông bà xem. Dạ. Mở ra ăn cho bà xem. Đó. Rồi ăn đi, này ngon á. Ngon. Phật phước ha. Dạ con mời cô chú và các anh ăn chung em à. Rồi ok em. Em ăn đi. Sao? Sao Đức? Đang cảm nhận à? Dạ. Nó có vị ngọt. Ừ. Vị cay. Cay nhẹ đúng không? Dạ. Đang nếm thử hay sao vậy? Dạ. Nói chung là nhiều khi ăn cũng hơi mắc cỡ hay sao? Dạ. Rồi ok em, cứ ăn bình thường đi, không sao đâu. Ăn bình thường đi. Anh ngồi quay xíu cho bà xem. Ông bà thấy Đức bữa nay nhìn rất là lạc quan luôn ông bà. Nhưng mà công nhận phải nói một điều là em Đức có một cái tinh thần thép. Vì đang mang trong người một căn bệnh mà còn phải đi lượm dây chai tự mình nuôi bản thân mình. Và cũng hy vọng là số tiền nhỏ nhoi kiếm được từ công việc lượm dây chai gom góp lại, cũng mong là sẽ có một khoản tiền nào đó để thì bệnh thật sự mà nói khi mà nhìn tận mắt thì có thể là rất là xót xa. Giống như hôm bữa thì em cũng có chia sẻ một clip thì ông bà nghe được tâm sự của ông Đức á, thì có rất là nhiều ông bà khóc và thương luôn. Thương vì số phận của một chàng trai. Cha mẹ thì bỏ đi. Ai cũng có cuộc sống riêng. Nhưng mà biết con mình bệnh thì cha mẹ cũng không có quan tâm nữa. Ngon dữ không Đức? Ngon. Ngon ha. Ăn được như ăn còn nhiêu cách đi. Rồi em coi dọn dẹp mấy này lên để đổ bể ly nữa kìa, cắt ly lên. Ủa mà cái bạch trong người em gì, em đi có cộm không? Không. Không. Vậy là em đi biển là em nấu ăn cũng giỏi đúng không? Dạ.
Tại vì mình cũng tự mình lập lúc 13 tuổi rồi. Chắc món gì cũng biết hả? Dạ biết rồi. À giỏi quá. Như là mắm mật. Nhất em thích ăn nhất là mắm mật hay là mắm cá linh. Tại vì dân đi biển đúng không? Dạ. Cho vô gọi để em cắt cho đi. Ủa? Chỗ đó có cái gì vậy? À, trời ơi, con heo đất. Hôm qua thấy gì chưa? Con heo đất nè. Hôm qua Đức móc con heo ra là em rất là ngạc nhiên. Con heo để kỹ nha. Dạ. Trời ơi. Ủa mà con heo này em lụm hay là em mua? Dạ, em mua nhưng mà họ không lấy tiền. À. Họ nói thôi con cứ đem về đi, chú không lấy tiền đâu. À. Mà nhưng mà em ngại đó, em kiếm vòng vòng cái gì đó mua cho bằng được. À. Mới trả tiền cho bằng được em mới chịu. À. Chứ rồi. Để người ta cho không phải không chịu. À rồi cuối cùng có trả chưa? Dạ rồi. Nhưng mà bữa đó suy nghĩ sao mua heo đất vậy? Tại mua heo đất á là em chủ yếu là kiếm tiền. Kiếm tiền bỏ một số tiền nào đó bỏ vô đặng mà chữa bệnh. Ừ. Chưa hẳn tiền bệnh nè. Rồi vừa mổ, tiền mổ, tiền sữa ăn, tiền tiền kia. Ừ. Nói chung là tiền sinh hoạt đó. Ừ. Thì em mới quyết định là mua heo đất. Em tình tính con heo nào bự hơn. Nhưng mà con heo đô bự quá thì không có chỗ để. Ừ. Thôi em định là mua heo nhỏ trước. Ừ. Rồi giờ từ em mới tính tiếp. Em lụm cái chai thì em góp vô mới tính tiếp mua heo bự. Mà bữa đó chú đó nói sao mà không có tiền em? Dạ, em nói là chú hãy cầm em vừa nhặt cái chai. Vừa nhặt xe chai rồi mang cái túi bên hông nữa. Ừ. Thì chú nói thôi, con cứ cầm heo về đi, chú không lấy tiền con. Ừ. Tại cảnh của con khó khăn này kia. Ừ. Nhưng mà con nó hơi gì. Em mới nói là một ngày chú bán heo á, thì cũng nổ có lời bao nhiêu. Mà chú cho con heo này thì đối với con rất là cao. Ừ. Này kia thì em cứ đứng đó hoài thì em nhắm coi có nằm mua được đặng mình trả tiền. Ừ. Thì bù qua coi cho heo này nhưng mà nó, em không thấy có gì mua được hết. Thôi em kêu chú ơi chú cầm đi có gì mới con mua thì có gì trừ ra. Ừ. Anh xuống đây thì anh cũng gửi những món quà của bà sư cô gửi tặng cho em để cho em có đồ ăn thức uống cũng như là sữa để tẩm bổ sức khỏe em để cho em mau lên ký để hy vọng là đủ duyên được Mạnh Thường Quân giúp đỡ cho mình để mình đi trị bệnh ha. Dạ. Thì anh cũng xin thông báo của em là anh cũng nhận được một số tiền nho nhỏ thì anh cũng chờ vài hôm nữa xem là ông bà cô chú anh chị gom được bao nhiêu tiền giúp đỡ cho mình để mình có tiền điều trị bệnh thì anh sẽ dẫn em vào bệnh viện luôn để hồi phục sức khỏe lại cho em ha. Dạ. Ừ. Nhưng mà em nghe được ông bà cô chú chị cũng giúp đỡ một phần thì em cũng rất là vui đúng không? Em có tâm sự nào em gửi tới ông bà cô chú chị không? Và cũng như là mong ông bà sẽ giúp đỡ em thêm lần nữa tại vì hiện tại cũng chưa đủ á. Dạ, rồi ở đây con cũng xin cảm ơn anh Nghĩa và cô sư cô và các thầy và các Mạnh Thường Quân hát và các ông bà cô chú anh chị đã giúp đỡ cho con nhưng mà con mong cô chú và các anh chị, các mọi người sẽ giúp đỡ cho con được có tiền mổ qua cái cơn bệnh này một lần nữa. Và con xin chân thành cảm ơn các anh Nghĩa và mọi người xung quanh và giúp đỡ cho con ạ. Con xin cảm ơn. Ừ. Dạ thì bây giờ em sẽ đi mua cho em Đức một cái nồi cơm điện và một cái bếp VR mini để cho em Đức nấu cơm ăn ông bà cô chú chị. Bây giờ thì em cũng xin phép khép lại video tại đây. Em chúc ông bà cô chú chị được nhiều sức khỏe. Có những clip cập nhật ngắn về em Đức thì ông bà có thể lên kênh YouTube là Nghĩa Trọng BT, kênh phụ của em để chia sẻ những cái video ngắn hơn về cuộc sống của em Đức à. Em chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại. Rất mong ông bà cô chú chị chúng ta giúp đỡ cho em Đức để em Đức lấy lại sức khỏe, có thể là tự mình lo cho cuộc sống của mình à. Em chân thành cảm ơn à và hẹn gặp lại à. Thôi anh về nha. Dạ. Ừ. Ừ. Dạ, cái chú con về. Ừ.